Hà Nội hiện đang có hàng chục căn tập thể cũ thuộc diện nguy hiểm. Một trong số đó là khu tập thể nhà máy cơ khí Lương Yên ở quận Hoàng Mai. Khu tập thể này thì đã gần trăm năm tuổi, thuộc diện nguy hiểm cần phải di dời. Thế nhưng bao năm nay người dân ở đây vẫn chưa thể rời đi. Họ vẫn đang phải hàng ngày sống trong nỗi nơm nớp lo sợ vì căn tập thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Phóng sự sau sẽ giải thích rõ hơn. Những vết nứt ngang dọc như thế này mới xuất hiện trong nhà chị Hòa khoảng 3 tháng nay. Cả bức tường bên ngoài nhà cũng bị kéo lệch sang một bên, tách hẳn ra với cả khu bếp. Nguyên nhân là do một căn nhà 4 tầng xây dựng ngay sát bên cạnh. Nửa đêm đi ngủ ấy mà tôi thấy cửa nó rách của cái tường ấy. Lúc nào lơm lớp lo sợ mà đêm ngủ mà không ngon được, là lúc nào không biết nó đổ lúc nào. Những vết nứt vỡ xuất hiện chi chít trong căn phòng của anh Tuân. Cũng từ khi căn nhà ngay sát khu tập thể được triển khai xây dựng. Cả khu tập thể cũ này có 14 hộ với 46 nhân khẩu, thì có tới một nửa hộ dân xuất hiện tình trạng nứt vỡ tường này. Không chỉ xuất hiện tình trạng nứt vỡ tường, tình trạng sụt lún còn xuất hiện một cách nghiêm trọng ở khu tập thể này. Toàn bộ căn tập thể này đã bị nghiêng hoàn toàn về một hướng. Khu tập thể nhà máy cơ khí Lương Yên được xây dựng từ khoảng năm 1930. Cách đây 3 năm, một trận cháy lớn xảy ra tại đây, khiến khu tập thể này lại càng xuống cấp trầm trọng hơn. Các thanh xà ngang trên tầng 2 đều đã cháy đen thành than như thế này. Còn với những thanh ở tầng 1 không bị cháy thì cũng trong tình trạng mục ruỗng gần hết. Người dân tại đây hiện hoàn toàn bế tắc, chuyển đi chỗ khác không phải là điều dễ dàng. Chính quyền là thông báo cho chúng tôi là di rời ra khỏi căn nhà đang sinh sống, không được sửa chữa, không được ở, và giới thiệu cho chúng tôi là đi thuê nhà hoặc là thuê mua nhà ở xã hội mà không có bất kỳ một cái chính sách nào để hỗ trợ. Nhà nước và nhân dân cùng làm rồi tất cả những cái biện pháp đấy thì để mà đảm bảo cái mức độ an toàn thôi. Nhưng đến bây giờ thì kể cả sở xây dựng hoặc bất kể các cơ quan thì cũng không chưa thấy có một cái động thái gì giúp đỡ chúng tôi ở trong cái lúc khó khăn như này. Dù rất muốn giải quyết triệt để cho người dân yên tâm sinh sống, nhưng theo chính quyền phường Bạch Đằng, vấn đề vượt quá khả năng của họ. Phường cũng mong muốn ví dụ có một cái doanh nghiệp nào đó họ vào đấy họ đầu tư, và mai sau thì họ đầu tư xong thì họ sẽ tái định cư tại chỗ cho các cái hộ gia đình. Thế còn cái phần còn lại thì họ sử dụng. Còn về cơ chế chính sách thì phải thuộc về các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét xử lý cho người dân. Vậy là người dân vẫn cứ phải chờ đợi, và những vết nứt cũng như niềm tin của người dân vẫn tiếp tục rạn vỡ thêm từng ngày.